nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đó là lời của bài hát Áo Mới Cà Mau của nhạc sĩ Thanh Sơn. Hôm nay mời mọi người cùng mình đi đến Cà Mau để tìm hiểu về thiên nhiên, đất nước, con người ở vùng cực nam của Tổ quốc nhé. Rồi, mình đã đến cái cổng của khu du lịch Đất Mũi, mình mua vé vào cổng. Mời mọi người cùng mình khám phá Đất Mũi, Cà Mau. Đây là điểm cuối của đường Hồ Chí Minh, bắt đầu dài là 2436 km, là ở cái mốc điểm cuối của đường Hồ Chí Minh. Đây là con tôm đặc sản của Cà Mau. Cà Mau là đặc sản là con tôm, con tôm ở cái nước này. À, còn đây là con cá thòi lòi đặc trưng của Cà Mau nữa này, con cá thòi lòi. Đây là mốc tọa độ quốc gia GVS0001, tọa độ quốc gia Đất Mũi Cà Mau. Mình đang ở trong cái rừng nước Cà Mau mọi người ơi. Đây rất là nhiều thân cây nước, cao khoảng mỗi cây cao khoảng mấy mươi mét, rất là nhiều nước, một san sát luôn. Đó chính là rừng nước Cà Mau. Thì mình tìm con cá thòi lòi, mỗi khi cá thòi lòi cho mọi người xem cái đặc trưng của con đây nha. Cá thòi lòi đặc trưng của Cà Mau. Còn đây là cái biểu tượng mọc cờ Hà Nội được xây dựng tại Đất Mũi Cà Mau, cũng là thu hút rất đông mọi người về đây tham quan. Thì cột cờ xây rất là cao, khi mà vào bên trong đó ta có 3 tầng trưng bày nhiều hình ảnh nguồn gốc lịch sử. Đặc biệt là mọi người rất thích trèo lên cái tháp trên cùng đó để ngắm toàn cảnh của Cà Mau. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên trên đỉnh cột cờ để ngắm toàn cảnh của Cà Mau, cực nam của đất nước mình.